Minh Phi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin FBNC. Và để cập nhật những thông tin mới đáng chú ý, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Minh Phi điểm nhanh qua những nội dung chính. Quý 1 2020, Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ đô la Mỹ. EVFTA sẽ thúc đẩy vốn FDI từ EU vào Việt Nam. Kỳ vọng gì từ gói 3.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội? Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu cho thấy trong quý 1 năm nay, Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng so với con số tạm tính 2,8 tỷ đô la Mỹ mà Tổng cục Thống kê đưa ra. Cụ thể, tính đến hết tháng 3 năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 63,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 60 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất siêu đạt hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thì con số tăng trưởng cao với thặng dư lớn không phản ánh sự đồng đều giữa các khu vực của nền kinh tế. Thặng dư thương mại trong quý 1 thực tế chủ yếu nhờ hoạt động của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Theo Tổng cục Hải quan, tổng xuất nhập khẩu của nhóm này trong quý 1 đạt hơn 77 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 42,55 tỷ đô la Mỹ, còn nhập khẩu là 34,82 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất điện thoại, linh kiện, dệt may, da giày và đồ gỗ về các thị trường xuất nhập khẩu chính trong quý 1, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 65% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là điện thoại, máy vi tính, các thiết bị điện tử và linh kiện, giày dép, gỗ, thủy sản và sắt thép. Trong đó thì điện thoại và linh kiện điện tử chủ yếu nằm trong nhóm doanh nghiệp FDI. Ngược lại thì mặt hàng nhập khẩu chính là linh kiện điện tử, máy tính, nguyên phụ liệu cho dệt may và da giày. Sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép tăng tần suất chuyến bay chặn nội địa để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, nhiều hãng hàng không cũng đã tăng giá vé máy bay. Đến nay, các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet đều tăng tần suất khai thác lên 2 chuyến một ngày. Trong khi đó, chuyến bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng vẫn được giữ nguyên một chuyến một ngày. Tuy nhiên, giá vé máy bay của các hãng trong tháng 4 tăng cao hơn hẳn so với bình thường. Đơn cử giá vé máy bay một chiều của Vietnam Airlines từ 2,7 đến 4,7 triệu đồng với hạng phổ thông và 6,7 triệu đồng đối với hạng thương gia. Bamboo Airways có giá từ 2,9 đến 3,2 triệu đồng. Vietjet Air bán vé một chiều tuyến bay trên với giá từ 2,9 triệu đồng trở lên. Vâng, thưa quý vị, theo đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu EVFTA tới Việt Nam được công bố ngày 17 tháng 4 năm 2020, EVFTA sẽ có tác động tích cực đối với kinh tế Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố từ chiến tranh thương mại, sự thay đổi chính sách của các nước, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Cụ thể, hiệp định dự kiến sẽ góp phần tăng GDP thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện, 4,57 đến 5,3% cho giai đoạn 5 năm tiếp theo và 7,07 đến 7,72% cho giai đoạn 5 năm sau đó. Về thương mại, EVFTA dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có hiệp định. Kỳ vọng về đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư do thực hiện hiệp định sẽ tạo ra sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Các cam kết rộng và sâu về đầu tư hiệp định sẽ giúp Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế, hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư EU. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản FASEP cho biết Cục Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa tuyên bố do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên các nhà hàng và quán ăn trên khắp nước Mỹ phải đóng cửa. Cơ quan này đã quyết định ban hành quy định nới lỏng quy tắc dán nhãn có hiệu lực trong 60 ngày đối với các sản phẩm thịt gia cầm, sản phẩm thủy sản, cá tra, cá thịt trắng theo các quyền hạn quy định. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết sản phẩm được sản xuất tại một số cơ sở liên bang thường được phân phối cho các khách sạn, nhà hàng hoặc các địa điểm tương tự sẽ có nhãn sửa đổi để có thể được bán lẻ. Nhãn sửa đổi được yêu cầu giữ tất cả các đặc điểm cần thiết. Tuy nhiên, Cục Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Mỹ sẽ không bắt buộc việc sử dụng nhãn mà không ghi nhãn dinh dưỡng, ngay cả khi cơ sở không đáp ứng miễn trừ theo điều khoản, miễn là các nhãn không có bất kỳ khiếu nại dinh dưỡng nào. Những tháng đầu năm nay, Việt Nam đang gặp khó khăn trong xuất khẩu cá tra sang Mỹ. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 38,6 triệu đô la Mỹ, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm 2019. Vì yêu cầu ghi nhãn trên sản phẩm được Bộ Nông nghiệp Mỹ nới lỏng hơn, các nhà cung cấp cá tra, cá thịt trắng đang chuyển hướng sang thị trường bán lẻ. Trong hơn 3 tháng đầu năm nay, hơn 46.400 tấn thịt heo và sản phẩm thịt heo đã được nhập khẩu vào Việt Nam, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Theo báo cáo của các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú Y, đã có hơn 46.400 tấn thịt heo và sản phẩm thịt heo được nhập khẩu vào Việt Nam.
trong đó lần lượt số lượng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ và Nga. Hiện có khoảng hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam nhập thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo để bổ sung nguồn cung trong nước đang thiếu. Cơ quan thú y đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác kiểm dịch thịt heo nhập khẩu. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện thông thoáng để nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo vào Việt Nam. Về việc thông quan cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết hiện phía Trung Quốc đã thống nhất với Việt Nam về việc sẽ mở thêm cửa, thêm giờ mở một số cửa khẩu để đẩy nhanh thông quan. Hiện tại, ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, hàng nghìn xe nông sản xếp san sát nhau trong bến xe Tân Thanh. Nhiều xe thanh long, chuối, mít, chôm chôm chuyển từ miền Nam ra chờ gần cả tháng nay vẫn chưa được thông quan. Trong khi đó, lối vào cửa khẩu Hữu Nghị, xe container nông sản nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số lượng xe thông quan cũng rất chậm. Theo ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, trước mắt hai bên sẽ thống nhất mở thêm một số cửa khẩu để tăng lượng hàng đi. Cùng với đó, tăng giờ làm việc ở một số cửa khẩu, đặc biệt là Tân Thanh, có thể từ 5 giờ hiện nay lên đến 7 giờ, thêm 2 giờ. Tỉnh Lạng Sơn cần có giải pháp nhằm tăng năng lực bốc dỡ của hai bên để cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải được lưu lượng xe như hiện nay. Ngoài ra, phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất thành lập đường dây nóng. Khi có bất kỳ vướng mắc khó khăn nào, sẽ cùng nhau giải quyết nhanh nhất. Bộ trưởng Cường cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp tạm thời không đưa hàng nông sản lên Tân Thanh, vì đưa lên lúc này cũng lại phải đợi tốn kém chi phí, ảnh hưởng đến chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường. Về lâu dài, ông Cường cũng cho rằng, cán bộ ngành sẽ tham mưu chính phủ đánh giá lại toàn bộ năng lực thông quan từ hệ thống logistics, bến bãi, quy trình các khâu tiếp nhận hàng hóa, thế mạnh của cửa khẩu ứng với từng nhóm hàng nhằm điều hành luồng đi một cách khoa học và hợp lý. Thưa quý vị, vừa qua chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 3.000 tỷ đồng từ ngân sách cho người thu nhập thấp mua nhà thông qua Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Thương mại. Gói tín dụng này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới để người thu nhập thấp có cơ hội mua được nhà ở xã hội giá rẻ. Theo số liệu của Bộ Xây dựng kết thúc năm 2019, diện tích nhà ở xã hội trên cả nước chưa đến 4,3 triệu mét vuông, rất thấp so với mục tiêu 12,5 triệu mét vuông vào năm 2020. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ách tắc trong việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội là thiếu nguồn tái cấp vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là sau khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc. Do đó, với gói tín dụng 3.000 tỷ đồng bố trí thêm, trong đó 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 2.000 tỷ đồng còn lại để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại, Hiệp hội kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá trong việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội thời gian tới. Đối với các ngân hàng thương mại thì một đồng tái cấp vốn từ ngân sách nhà nước thì sẽ huy động được thêm 33 đồng vốn của xã hội để thực hiện cái chính sách nhà ở xã hội. Như vậy, với 2.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng, chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ có hơn 60.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào để hỗ trợ cho các đối tượng nhà ở xã hội cũng như là các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Còn đối với ngân hàng chính sách xã hội thì ngân hàng chính sách xã hội đã có cam kết là với một đồng tái cấp vốn từ ngân sách nhà nước thì sẽ huy động thêm được một đồng nữa để thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Với cái nguồn vốn ngân sách nhà nước 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện cái chính sách nhà ở xã hội thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ có một cái sự phát triển đột phá trong năm 2020 để thực hiện cái chính sách nhà ở xã hội đã được quy định tại luật nhà ở năm 2014. Theo ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, thực tế cơ chế chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội được quy định tại luật nhà ở 2014 và Nghị định 100 năm 2015. Tuy nhiên, từ 2016 đến 2020, gần như không có bố trí nguồn tái cấp bù lãi suất cho ngân hàng. Điều này khiến cho nhà đầu tư làm nhà ở xã hội không được vay với lãi suất ưu đãi. Thậm chí gói 3.000 tỷ đồng sắp được bố trí, chủ yếu là hỗ trợ cho người mua, chủ đầu tư cũng không tiếp cận được. Gần đây nhất thì chính phủ cũng có những cái gói hỗ trợ bố trí khoảng 1.000 đến 3.000 tỷ để tái cấp bù lãi suất. Nhưng chủ yếu cái số tiền này để giúp cho người mua nhà vay để có cái lãi suất thấp hơn. Nhưng các chủ đầu tư gần như không vay được. Nếu như chúng ta không có gói hỗ trợ cho các chủ đầu tư thì làm sao để chủ đầu tư làm ra được những căn hộ? Chúng ta không hỗ trợ chủ đầu tư thì chúng ta gần như là không có nguồn cung nhà ở xã hội, do chủ đầu tư không có làm được. Thì lúc đó chúng ta có hỗ trợ người mua cũng vô nghĩa. Vì lý do là gì? Không có nguồn cung thì lấy gì người mua mà tiếp cận được những căn nhà đây?
Thành ra mong sao là chính phủ phải có cái gói kịp thời, có gói hỗ trợ này. Bên cạnh không tiếp cận được gói vay ưu đãi, ông Nghĩa còn cho biết chủ đầu tư làm nhà ở xã hội đang phải xin dự án theo thủ tục của dự án nhà ở thương mại kéo dài suốt 3 năm. Điều này làm ảnh hưởng mạnh đến nguồn cung nhà ở xã hội trên thị trường, trong khi nhu cầu mua nhà ở xã hội của người có thu nhập thấp lại đang rất lớn. Thưa quý vị, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. So với dự thảo ban đầu, Nghị định này mở rộng diện gia hạn thuế tới 98% các doanh nghiệp với gói hỗ trợ lên tới 180.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thể thụ hưởng chính sách ngay sau khi Chính phủ ký ban hành. Tuy thời điểm nộp hồ sơ khai thuế trước ngày 30 tháng 7 2020, nhưng đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã có thể hoàn tất thủ tục để thụ hưởng chính sách này. Ngay khi dự thảo nghị định về thời gian nộp thuế và tiền thuê đất đang lấy ý kiến, Tổng cục Thuế đã có công văn chỉ đạo các cục thuế trên toàn quốc chủ động rà soát và phân loại các đối tượng được thụ hưởng. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nên ngay sau khi nghị định có hiệu lực, các cục thuế đã chủ động triển khai. Theo các chuyên gia kinh tế, chính sách tài khoá này sẽ hỗ trợ một bước điểm tốt trong giai đoạn khó khăn về tài chính và hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp trong tình trạng hiện nay. Để tránh xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, quá trình triển khai chính sách phải rõ ràng, minh bạch. Theo quy định, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất. Để tránh tình trạng doanh nghiệp bị phạt và hồi tố do không đúng đối tượng, doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ và có thể trao đổi với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ. Chuyên mục Con số mỗi ngày ngày hôm nay, Minh Vi muốn đề cập đến con số 7.500 tỷ đồng. Đây là số tiền thuế thuê đất được miễn đến năm 2025, mang đến niềm vui cho hàng triệu hộ dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tầm nhìn 5 năm tới. Theo đó, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ diễn ra trong thời hạn 5 năm từ 1 tháng 1 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo Chính phủ, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước, do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Qua tổng kết đánh giá 20 năm thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho thấy, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp miễn giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268 tỷ đồng một năm, giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308 tỷ đồng một năm, giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438 tỷ đồng một năm. Với số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó, các địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đồng thời hỗ trợ đối với nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm 2001 đến nay. Theo quy định hiện hành, thì chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được miễn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, khép lại phần đầu của bản tin FPNC, Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phần 2 qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Virus Corona giúp cho các công ty nhận ra họ cần ít không gian văn phòng hơn. Amazon phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 dành riêng cho nhân viên. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FPNC. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, dịch COVID-19 có thể khiến cho thị trường cho thuê văn phòng phải thay đổi như những gì thương mại điện tử đã khiến cho các trung tâm thương mại thay đổi. Hàng triệu người Mỹ đang làm việc tại nhà có thể làm cho các công ty thu hẹp văn phòng của họ, một trong những xu hướng có thể giải quyết tình trạng sụt giảm của thị trường văn phòng cho thuê trong những năm gần đây. Điều này sẽ tiếp tục trở thành xu hướng ngay cả khi thị trường việc làm gia tăng trở lại sau dịch. Công nghệ đang đe dọa sẽ làm giảm thêm số lượng mét vuông cho thuê của các văn phòng sau khi nhận thấy trải nghiệm làm việc tại nhà tốt như thế nào. Các ứng dụng như Zoom, Microsoft Teams và Google Hangouts đã cho phép cộng tác từ xa và để nhân viên làm việc hiệu quả như ở tại văn phòng, các nhà phân tích cho biết. Không gian làm việc cho mỗi nhân viên đã giảm xuống một nửa, chỉ còn từ 14 đến 11,5 mét vuông kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Và mô hình chia sẻ không gian làm việc chung co-working thậm chí còn cắt giảm không gian nhiều hơn nữa. Giá cổ phiếu của SL Green Realty Corp và Vornado Realty Trust, hai trong số những công ty cho thuê văn phòng lớn nhất thành phố Manhattan tại Mỹ, đã giảm khoảng 20% trong năm 2019, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 57%. Cổ phiếu của những công ty này giảm thêm gấp đôi trong đợt dịch bệnh vì lo ngại một số người thuê sẽ không đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
Amazon đã bắt đầu phát triển một dụng cụ thử nghiệm COVID-19 dành riêng cho nhân viên cũng như cộng đồng với hy vọng giúp cho nền kinh tế sớm khởi động trở lại. Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos trong một bức thư hàng năm gửi tới các cổ đông cho biết xã hội cần một xét nghiệm có công suất rộng hơn so với hiện tại. Ông đã tập hợp một nhóm nhân viên Amazon từ nhiều đơn vị khác nhau để tạo ra các dụng cụ mới để xét nghiệm COVID-19. Bezos cho biết Amazon sẽ bắt đầu xét nghiệm cho số lượng nhỏ nhân viên trước. Bezos nói trong thư rằng ông tập trung vào sự an toàn cho lực lượng lao động toàn cầu của Amazon, bất chấp những chỉ trích liên tục rằng công ty không làm đủ và đã sa thải những người chỉ trích thẳng thắn. Công ty đã thực hiện 150 thay đổi quy trình quan trọng trong cả mạng lưới hoạt động, bao gồm kiểm tra nhiệt độ, tăng vệ sinh của các cơ sở và cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang cho nhân viên. Amazon gần đây đã thuê khoảng 200.000 công nhân mới để đáp ứng nhu cầu gia tăng về nhu yếu phẩm gia đình và các hàng hóa khác được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng. Thưa quý vị, các chỉ số chứng khoán Mỹ tương lai quay đầu giảm điểm trong khi các nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng mở cửa lại kinh tế toàn cầu sau khi dịch COVID-19 qua đi. Cả ba chỉ số chính của phố Wall trong tương lai đều giảm điểm, với Dow Jones giảm 0,4%, còn 24.073 điểm, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,3%, dừng ở 2.860 điểm, còn Nasdaq tương lai cũng có mức giảm 0,2%, còn 8.783 điểm. Khởi đầu này dự báo cho một tuần không mấy sáng sủa cho phố Wall. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 17 tháng 4, chỉ số Dow Jones tăng 3%, lên 24.242 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này vượt mốc 24.000 điểm kể từ ngày 10 tháng 3. S&P 500 tăng 2,68% lên 2.874 điểm, còn Nasdaq đóng cửa tăng 1,38% lên 8.650 điểm. Cổ phiếu Boeing bứt phá gần 15% nhờ kế hoạch tái sản xuất máy bay thương mại ở Washington. Tháng trước, hãng này đã phải ngừng hoạt động này do đại dịch. Cổ phiếu hãng dược phẩm Gilead cũng tăng gần 10% sau báo cáo các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phản ứng tích cực với thuốc thử nghiệm của họ. Tin tức này đã giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. S&P 500 đã tăng gần 20% kể từ đáy của tháng 3 sau hàng loạt biện pháp kích thích được các nước tung ra và nhà đầu tư kỳ vọng đại dịch tại Mỹ gần chạm đỉnh. Như vậy, chỉ số này hiện vẫn thấp hơn 15% so với mốc cao nhất mọi thời đại. Chứng khoán châu Á đã có một phiên giao dịch ảm đạm đầu tuần 20 tháng 4 khi Trung Quốc tuyên bố cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản. Tại Úc, chỉ số ASX 200 dẫn đầu đà giảm giữa các thị trường lớn của khu vực khi giảm 2,45% xuống còn 5.353 điểm. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản đã giảm 1,15%, đóng cửa mức 19.669 điểm. Trong khi đó, thì chỉ số TOEIC cũng đã giảm 0,7% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.432 điểm. Ở Hàn Quốc, thì KOSPI đóng cửa giảm 0,84%, dừng ở mức 1.898 điểm. Ngược chiều, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm với Shanghai tăng 0,5% lên khoảng 2.852 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lại giảm 0,24% tính đến giờ giao dịch cuối cùng. Thông tin hỗ trợ đà tăng của thị trường Trung Quốc đến từ việc Ngân hàng Trung ương nước này PBOC hạ lãi suất cơ bản cho vay thời hạn 1 năm giảm từ 4,05% xuống còn 3,85%, thời hạn 5 năm từ 4,75% xuống 4,65%, báo hiệu Trung Quốc có thể đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua tác động của đại dịch COVID-19. Xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FPNC. Chúng ta sẽ đến với những nội dung đáng chú ý khác. Hà Nội đặt mục tiêu hoạt động kinh tế trở lại vào tháng 7 năm 2020. Tâm thư của cô giáo U60, chuyện nghề mùa dịch. Minh Vy xin chào quý vị, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với bản tin FPNC. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào sáng ngày 20 tháng 4, Hà Nội dự tính nếu kết thúc giãn cách toàn xã hội vào ngày 22 tháng 4 hoặc ngày 3 tháng 5, nền kinh tế sẽ hoạt động bình thường vào đầu tháng 7 năm 2020. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, do tác động của dịch COVID-19 nên hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đặt ra. Trong đó, kinh tế chỉ tăng trưởng 3,72%, chỉ bằng một nửa so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái. Trước bối cảnh đó, Hà Nội đã chủ động xây dựng 3 kịch bản phát triển để phấn đấu, đạt được mục tiêu cao nhất so với kế hoạch năm 2020 đã đề ra với tốc độ tăng trưởng 7,5%. Thứ nhất, nếu kết thúc giãn cách toàn xã hội vào ngày 22 tháng 4 hoặc ngày 3 tháng 5 năm nay,
các hoạt động của nền kinh tế được tháo gỡ từng bước và hoạt động bình thường vào đầu tháng 7 năm 2020. Kịch bản thứ hai là dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế trong quý 2, nhưng vẫn có nguy cơ lây lan đến hết năm 2020, nên việc khôi phục kinh tế và các hoạt động xã hội chỉ duy trì ở mức tối thiểu. Kịch bản 3, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan với tốc độ cao trong quý 2 năm 2020 không thể kiểm soát, mặc dù đã thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, nên kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Sau khoảng thời gian thực hiện cách ly xã hội thì ngày hôm nay 20 tháng 4, một số địa phương được xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm thấp đã bắt đầu cho học sinh đi học trở lại. Cà Mau là địa phương đầu tiên trên cả nước quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học lại bình thường bắt đầu từ hôm nay. Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau cho biết, tính đến 9 giờ sáng nay, 96,52% học sinh lớp 9 và 98,99% học sinh lớp 12 đã trở lại trường. Đồng thời, các trường tiến hành chọn lọc dạy môn học ưu tiên tùy theo cấp học. Học sinh lớp 9 cùng học sinh khối trung học phổ thông của tỉnh Thái Bình bắt đầu đi học trở lại. Để đảm bảo việc thực hiện giãn cách, các khối chỉ học một buổi một ngày, trong đó khối 11 và 12 học buổi sáng, khối 10 học buổi chiều. Đối với học sinh lớp 9, trung học cơ sở cũng chỉ học một buổi một ngày vào buổi chiều. Kết thúc mỗi buổi học, các cơ sở giáo dục duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Bên cạnh đó, các trường không tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm, tổ chức chào cờ tại lớp học. Vâng, thưa quý vị, trong lúc ngành giáo dục đã và đang đối diện với rất là nhiều thách thức do dịch bệnh gây ra, trong đó có việc chuyển đổi sang các phương pháp dạy online, thì bức tâm thư của một cô giáo đã gây chú ý và nhận được nhiều cảm xúc trong cộng đồng. Bức thư như cơn mưa rào nói hộ nỗi lòng của những giáo viên già về những trăn trở và nỗ lực vượt qua tuổi tác để duy trì tương tác với học sinh, cũng như nhắn nhủ với học trò rằng đừng để virus lười lây lan như virus corona. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với trải lòng của một cô giáo qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Những dòng tâm tư này là của một giáo viên ở độ tuổi về hưu, nhưng vì nhớ trò, mến trường, cô lặng lẽ tiếp tục cống hiến với nghề. Mấy tháng qua, dịch COVID-19 đã thực sự trở thành phép thử sức đề kháng của đội ngũ giáo viên. Những giáo viên đã đứng bục giảng đủ lâu như cô, cảm nhận rất rõ những đổi thay của buổi giao thời. Ngay khi đăng tải trên fanpage, bức tâm thư của cô Vũ Thị Nga, giáo viên trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông Đức Trí, tạo được nhiều cảm hứng cho đồng nghiệp, học sinh và sự khen ngợi của báo chí, ngành giáo dục. Những dòng tâm tư này còn nói lên nhiều mảnh ghép của những người giáo viên đang chiến đấu với những thách thức chung của nghề giáo. Mình rất là khâm phục những cái giáo viên lớn tuổi mà cố gắng tìm tòi những cái công nghệ mới giống như cô Nga. Thì bản thân mình là một người trẻ, tiếp cận cách dễ dàng hơn so với những cô lớn tuổi. Đọc qua bức tâm thư đó thì mình cũng đã rất là suy ngẫm rất là nhiều, phải đọc lại rất là nhiều lần. Thế như vậy, tại vì mình cũng rất là xúc động. 60 tuổi, cô Nga cũng như nhiều giáo viên khác hiện nay, những hành trình vượt qua trở ngại mới được đổi bằng những đêm trắng. Các thầy cô đều cặm cụi, tìm tòi cách tạo ra một video hấp dẫn, một bài giảng bổ ích, sinh động và thật nhiều màu sắc. Thời điểm này, các giáo viên càng tăng cường hỗ trợ nhau, từ chuyên môn đến những lời động viên về cuộc mưu sinh. Ở những trường tư thục, khả năng gồng gánh, bám lớp, bám trường được xây dựng bằng lòng yêu nghề, tình đồng nghiệp và cái nghĩa, cái tình của nghề trong mùa dịch. Trước dịch hay là trong dịch cũng vậy luôn, thì cái gì mà thầy cô không biết là thầy cô hỏi liền. Mà đặc biệt trong cái giai đoạn này mà những cái vấn đề liên quan tới công nghệ thông tin, đặc biệt là liên quan tới công nghệ thông tin là thầy cô càng không ngại để hỏi nữa. Đó là sẵn sàng hỏi, bởi vì là bên cạnh thầy cô là có nhiều cái giáo viên trẻ thì sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ nhiệt tình lắm. Cho dù là cô đang ở nhà, mình có thể chạy tới nhà cô để hướng dẫn cô luôn. Mà cảm thấy cái mối quan hệ đồng nghiệp ở trong trường nó rất là gần gũi, thân thiện như vậy. Đại dịch Covid-19 thì ảnh hưởng rất là nhiều tới giáo viên, công việc dạy của mình bị xáo trộn và đặc biệt là về kinh tế nữa cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và thực sự mà nói thì có những lúc tinh thần của mình cũng bị đi xuống chứ, cũng cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản, đó là một cái điều mình chia sẻ rất là thật. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà mình đọc được là bức tâm thư của cô Vũ Thị Nga, cô tổ trưởng tổ văn ấy, cảm giác như là một lời động viên. Và không chỉ là học sinh mà mình cũng cảm thấy chính mình trong đó, và mình cảm thấy là có cái động lực để mình cố gắng hơn. Chính mình, chính những giáo viên cũng nên diệt con virus lười, và chính những giáo viên thì cũng cần thêm những cái vitamin tinh thần như thế để có thể vượt qua được dịch bệnh này. Người giáo viên hiện nay đang là những mắt xích quan trọng trong công cuộc đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đồng thời gánh trọng trách vượt bão COVID, đồng hành cùng nhà trường và sẻ chia cùng phụ huynh, học sinh trên cả nước.
Đó, về phía bản thân những giáo viên lớn tuổi như chúng tôi thì chúng tôi cũng được học hỏi, cũng được chia sẻ rất nhiều những cái kinh nghiệm, và tôi cũng mong muốn là mình cũng góp một cái phần nhỏ của mình trong cái việc giáo dục đào tạo, mặc dù đây là một cái nghề mà phải nói là cái kinh tế, cái thu nhập thì so với mặt bằng chung thì cũng không phải là khá, nhưng mà bản thân chúng tôi là rất là tâm huyết với nghề, muốn làm sao mà truyền đạt cho các em những cái tri thức để các em nó có thể vững vàng trong cuộc sống, để làm sao mà cho các em học sinh cũng phải luôn luôn tâm niệm là chúng ta dừng đến trường chứ không phải là dừng học. Không ngừng đổi mới trong tư duy và hành động chính là cách mà những trái tim yêu nghề cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đó là cuộc hành trình tiêu diệt những con virus lười và chung tay kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ. Bởi với những thầy cô, việc giúp học sinh thành nhân, thành tài chính là lý tưởng cao nhất mà họ dành trọn cuộc đời để thực hiện nó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì bản tin FPNC cũng xin được khép lại. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.